mùa phượng rồi, mà lòng ngỡ như mình vừa xa cách ngày hôm qua. Lối xưa có còn những tà áo trắng tung bay cho anh ngây ngất ngày ngày bên người tình yêu nhỏ bé. Hạ ơi, anh xa em xa tuổi học trò, hỏi người tình xưa giờ còn thương nhớ người anh trai. Đã hôn những chiều hẹn hò, anh đón anh đưa bên nhau quấn quýt từng giờ, ôi tình yêu giọt mật thành thơ. Mùa hạ về vắng anh chắc em sẽ buồn, lối hẹn lối hò còn ai để đưa em đường vẫn lối dài. Cũng trong một mùa phương đó mà giờ đây ta đã xa rồi, chợt lòng nghe buồn mênh mang. Giờ đây anh bôn ba khóc nẻo đường đời, lầm nặng niềm thương về người em gái nhỏ miền quê. Trở về trong mùa phượng vĩ đơm hoa, anh em vui tuổi ngọc ngà, ta bỏ đi nỗi buồn ngày qua. Anh sẽ trở về trong mùa phượng vĩ đơm hoa, anh em vui tuổi ngọc ngà, ta bỏ đi nỗi giờ đây.
nẻo đường đời, lòng nặng niềm thương về người em gái nhỏ miền quê. Anh sẽ trở về trong mùa phượng vĩ đơm hoa, đời ta vui tuổi ngọc ngà, ta bỏ đi nỗi buồn ngày qua. Nỗi buồn ngày qua, ta bỏ đi nỗi buồn ngày qua. Về trong nỗi bâng khuâng, thương người nhớ bằng, chỉ thương người nhớ bằng lòng sâu nắng tình. Hà ơi anh xa em mấy mùa vượng rồi, mà lòng ngờ như mình vừa xa cách ngày hôm qua. Lối xưa có còn những tà áo trắng tung bay, cho anh ngây ngất ngàn ngày bên người tình yêu nhỏ bé. Hà ơi ta xa nhau xa tuổi học trò, hỏi người tình xưa giờ còn thương nhớ người anh trai. Đã hơn những chiều hẹn hò, anh đón anh đưa bên nhau quấn quýt từng giờ, ôi tình yêu rót mật hạnh thơ. Mùa hạ về vắng anh chắc em sẽ buồn, lối hẹn lối hò còn ai để đưa em đường văn lối dài. Ta yêu nhau cũng trong mùa phượng đó, mà giờ đây ta đã xa rồi, chợt lòng nghe buồn mênh mang. Giờ đây anh buôn ba khắp nẻo đường đời, lòng nặng niềm thương về người em gái nhỏ miền quê. Anh sẽ trở về trong mùa phượng vĩ đơm hoa, anh em vui tuổi ngọc ngà, ta bỏ đi nỗi buồn ngày qua. Anh sẽ trở về trong mùa phượng vĩ đơm hoa, anh em vui tuổi ngọc ngà, ta bỏ đi nỗi buồn. Cho
cho. Hỏi người tình xưa, giờ còn thương nhớ người anh trai. Đã hơn những chiều hẹn hò, anh đón anh đưa bên nhau, quấn quýt từng giờ, ôi tình yêu giọt mơ thành thơ. Xin được cảm ơn các nhạc công Lê Huy và nhạc công Minh Phi đã cùng hỗ trợ cho các thí sinh trong một ca khúc rất quen thuộc Hà Thương. Và chúng ta đã vừa được theo dõi phần thi nhóm của 5 thí sinh. 5 thí sinh nhưng chỉ có 3 thí sinh được tiếp tục đi tiếp. Để đưa ra quyết định này thật sự rất khó khăn cho ban giám khảo. Khó thiệt. Và ngay bây giờ
Phần công bố sự lựa chọn của ban giám khảo bắt đầu. Xin mời đầu tiên giám khảo Vũ Thành Vinh. Đầu tiên là anh vỗ tay cho cả năm bạn ạ. Mỗi người có cái điểm hay và thế mạnh của mình, nhưng để tôi chọn một cái tên thì tôi xin chọn Trường Giang. Xin được chúc mừng Trường Giang, thí sinh đầu tiên trong nhóm mùa hạ đã được biến tiếp vào vòng trong. Bốn thí sinh còn lại chỉ có hai người sẽ chuẩn bị được gọi tên. Như Trường xin được mời quyết định đến từ giám khảo Phi Nhung. Năm bạn mỗi người có mọi cái phong cách khác nhau, Nhung đều thích hết tất cả luôn, nhưng mà chỉ chọn được một người thôi, tôi sẽ chọn Thúy Hằng. Xin được chúc mừng Thúy Hằng là cái tên tiếp theo được lựa chọn đi vào vòng sau. Chúc mừng Thúy Hằng. Ngọc Minh, Hiền Ngân và Bình Minh là ba cái tên còn lại, nhưng chỉ còn một cái tên được gọi đến từ vị trí của anh Đạo Vinh Hưng. Thực sự rất khó khăn, nhưng anh cũng phải đưa ra quyết định. Xin mời anh. Đó, những lúc như vậy nè, khán giả mới thấy được khó khăn của chúng tôi. Người nào cũng có khả năng của mình, cái màu sắc rất là rõ ràng. Với cái kinh nghiệm quan sát hơn 20 năm qua, có khi tôi phải tự tay ngắt đi những cái đóa hoa rất là tươi, chừa đường cho những cái nụ khác bừng sáng lên. Một lựa chọn cuối cùng, tôi xin chọn Bình Minh. Mà bóng chiều phải vì đâu mưa, mưa xóa tình quen biết nhau. Trách chi cho lòng đỡ đau. Lạnh lùng sương rơi heo may, buồn ngơ ngác bóng chim bay. Mây tím răng sâu đó đây, ngày đi chiều mang sâu tới, làn sương chiều thu lá lơi. Tiếng mưa rơi đều trên lối, chiều về gieo thương với nhau. Lòng người lữ thư lơ vơ, nghe lá hoa rụng sáng sơ. Chiều thu về đây lạnh lẽo, mà sương chiều rơi hát hiu. Gió xa đường nhẹ tiếng tiêu, nhớ ai chiều thu. Nhìn bao la rơi đầy lỗ, nhẹ rung ta áo, lăn môi cười thắm như cánh hoa đào. Cách xa vì đâu, vì bao lần lá hoa phai màu, rung chi cánh hoa lá khi ta dương đã khuất non xa. Chiều vui rêu thương với nhau, lòng người lữ thư lơ vơ, nghe lá hoa rụng sáng sơ. Người đi về đâu ngàn lối, màu hoa chiều thu phai, xót xa cho lòng tê tái. Màu chiều thu gieo xong, lòng người lữ thư bơ vơ, nghe lá hoa sầu sáng sơ. Mà bóng chiều phai vì đâu, mưa xóa tình quen biết nhau. Trách chi cho lòng đớn đau, mà bóng chiều phải đi đâu. Mưa xóa tình quen biết nhau, trách chi cho lòng đớn đau. Ngày đi chiều mang
sầu tay, làn sương chiều thu lá lơi, tiếng mưa rơi nhẹ trên lối. Trở về gieo thương với nhà, lòng người lướt thứ bơ vơ, nghe lá hoa rụng sắc xưa. Chiều rơi hát nhiều, gió xa đưa nhẹ tiếng tiêu, nhớ ai chiều thu. Nhìn bao lá hoa rơi đầy trên lối, nghe rung tà áo, làn môi tươi thắm tựa cánh hoa. Màu chiều thu gieo lá úa, buồn xa xách nhớ thu xưa, nghe tiếng mưa sầu chưa tràn. Người đi về đâu ngàn lối, màu hoa chiều thu úa phai, xót xa cho lòng tê tái. Ngập ngừng sương rơi non xa, chiều thu giăng sầu chưa tràn, mà bóng chiều phai vì đâu, mà xóa tình quen biết nhau, nhắn chi cho lòng đớn đau, mà bóng chiều phai vì đâu, mà xóa tình quen. Lạnh lùng sương ra heo mây, buồn ngơ ngác bóng chim bay, mây tím giăng sầu đỏ đây. Ngày đi chiều mà sầu tới, làn sương chiều thu lá lơi, tiếng mưa rơi đều trên lối. Chiều về gieo thương với nhớ, lòng người lư thứ bơ vơ, nghe lá hoa rụng xác xơ. Chiều thu về đây lạnh lẽo, mà sương chiều rơi úa phai, hát kêu cho lòng tê tái. Nhớ ai chiều thu, nhìn bao lá úa rơi đầy lối, nghe rung tà áo, làn môi cười thấm như cánh hoa đào. Cách xa vì đâu, dù bao lần lá hoa phai màu, dung chi cành hoa lá, khi tà dương đã khuất non xa. Màu chiều thu gieo lá úa, buồn sẽ sắc nhớ thu xưa, tôi biết em chiều gió mưa. Đi về đâu mà bóng tình quen biến phai, xót xa cho lòng tê tái. Ngập ngừng sương rơi non xa, chiều thu giăng lối cô đơn, nghe
tiếng mưa sầu chưa tràn. Mà bóng chiều phải đi đâu, mơ xóa tình quen biết nhau, nhắc chi cho lòng đớn đau. Mà bóng chiều phải đi đâu, mơ xóa tình quen biết nhau, nhắc chi cho lòng đớn đau. Mà bóng chiều phải vì đâu, mơ xóa tình quen biết nhau, nhắc chi cho lòng đớn đau. Vừa thể hiện xong phần dự thi nhóm với ca khúc Thu Ca, bốn gương mặt đã cùng nhau tranh tài trong cùng một ca khúc. Các bạn mỗi người một vẻ đã tự làm mới phần thể hiện của mình với những cách xử lý riêng, với cá tính âm nhạc riêng theo một cách tươi mới và đậm đà nhất. Nhưng hôm nay bốn người chỉ có ba người được đi tiếp. Các vị ban giám khảo cũng đã có cho mình những quyết định phải cân nhắc và lựa chọn một thí sinh duy nhất ai sẽ là người phải rời cuộc chơi. Hy vọng là dù kết quả như thế nào, các bạn cũng sẽ giữ cho mình những bản lĩnh và sự tự tin như thế này để cùng chinh phục những cột mốc mới hơn. Còn bây giờ sẽ là phần công bố kết quả. Nhật Trường xin được mời giám khảo Đào Vĩnh Hưng. Anh muốn tìm thấy một sự bùng nổ khác biệt hơn nữa ở vòng sau và anh dành cho Hiền Anh. Xin được chúc mừng Hiền Anh, bạn là cái tên đầu tiên được lựa chọn để đi tiếp vào vòng trong. Và ba thí sinh còn lại, chúng ta sẽ còn hai sự lựa chọn nữa. Xin được mời giám khảo Phụ Thành Vinh. Tôi xin chọn Đức Hạnh. Xin được chúc mừng Đức Hạnh. Xin được mời chị Phi Nhung. Mỗi bạn có mỗi cái phong cách khác nhau, chị Nhung rất là thích, nhưng mà chị có chọn một thôi nên chị suy nghĩ rất là kỹ. Em còn lại cũng đừng có buồn nhé. Chị sẽ dành cái đặc biệt này cho Lan Vy. Chúc mừng Lan Vy. Chúng ta đã có ba cái tên đi tiếp vào vòng trong. Xin được nói lời cảm ơn đến Tôn Quý Long. Hãy vững tin nhé, tình cảm như thế này và luôn chân thành như thế này. Và chúc mừng một lần nữa bốn thí sinh của chúng tôi. Đức.
Đó là Hoàng Linh với Yêu Người Như Thế Đó. Không biết ông em rừng ngàn lá gió từng đêm nhắc nhớ thi thầm nắng ở trên đầu nắng trong lòng phố gió ở trên non gió cuốn mây về sao anh vẫn ngồi mà nghe cô đơn mà nghe nức nở trong hồn và thương đôi mắt nhỏ em buồn vì mình thương nhau vì mình yêu nhau nên mới dần hơn vì mình xa nhau nên nhớ nhớ nhau hoài em ở nơi nào có còn mùa xuân không em rừng ngàn lá gió từng đêm nhắc nhớ thi thầm mai lỡ không về chắc em buồn biết mấy gian nhỏ xuân xưa cũng nhớ đêm ngày mai lỡ không về chắc em buồn biết mấy gian nhỏ xuân xưa cũng nhớ nhớ đêm ngày với giọng hát này mà không nhớ nhau hoài sao mà được, hay quá. Cả chị Phi Nhung và cả Đào Vĩnh Hưng cũng đều gật gù với thằng này ở đâu mà nó nhìn thấy hết trơn vậy trời à. Em canh dữ lắm anh. Nên là bây giờ chúng ta nhận xét liền luôn anh chị nhỉ, không ngờ mất thời gian nữa. Đúng rồi, hồi nãy bạn đã lựa chọn một vị giám khảo ngẫu nhiên thì bây giờ chị cũng sẽ công bố luôn. Bạn hát quá xuất sắc rồi em. Thật sự luôn chị. Nên sao? Nhưng mà chị phải đưa ra nhận xét góp ý. Góp ý bây giờ, góp ý sao nữa bây giờ. Nó hát quá ngọt mặt đấy. Cái Ngân á hay lắm luôn á. Cũng có một cái chê. Nhớ chứ không phải là nhớ nha. Cuối cùng nó là cái ao là em bị hụt hơi một chút xíu thôi. Nói chung là đó là những cái mà chính chị cũng mắc phải. Chị góp ý cho em để mai mốt em để ý thêm. Dạ xin được cảm ơn giám khảo Phi Nhung. Em xin được mời anh Đào Vĩnh Hưng. Anh rất là muốn chia sẻ rồi đây. Yeah, một sự tiến bộ rất là rõ ràng luôn. Cái luyến lấy của em ở những cái đoạn cuối nó rất là đặc biệt. Anh hú lên mấy lần liên tiếp rồi vỗ tay. Nhưng mà có những lần em thấy và em sướng quá, em cũng hơi loạn choạng nhẹ. Nói chung là giọng ca sáng giá. Em là thí sinh thứ hai cho tới giờ phút này. Anh đặt bút xuống ghi số 10. Wow. Yeah. Cảm ơn anh Đào Vĩnh Hưng với những lời khen dành cho Hoàng Thắng. Còn anh Vũ Thanh Vinh thì sao ạ? Đúng là cái chỉ số AQ của em tuần này vượt trội. Anh có dùng chữ khổ luyện. Thật ra trong vòng một thời gian ngắn không phải đơn giản, phải ép mình vào một cái khuôn khổ dữ lắm. Hôm nay em thả lỏng và em có một cái giọng hát quý, một cái làn hơi rất là nhiều tâm sự ở trong đó. Với lại như vậy nè, cái cuối đáng lẽ em phải có thể hay hơn nữa thì em buông vai hơi sớm. Cuối cùng nhớ hát vẫn phải giữ tâm trạng cho đến cái nhạc không còn một nốt nào hết. Cái điểm mà anh vừa nhận xét dành cho Hoàng Thắng cũng là một cái lỗi mà các thí sinh mắc khá là nhiều. Khi mà chưa hết bài mà đã xả vai mất rồi. Nó sẽ làm cho người xem cảm thấy bị hụt hẫng, đúng không ạ? Đúng rồi. Vậy nên là đây cũng là một lời nhắc nhở dành cho các bạn thí sinh khác. Chúng ta phải hoàn thành đến bước cuối cùng. Cảm ơn Hoàng Thắng đã hoàn thành phần đi đi cách biệt xa xôi. Người trong sương gió phải chia đôi phần em vẫn đợi người về ấm môi.
vừa phải nắng dấu mòn đưa lối. Chiều đông vương tinh thơ của người nguyện đời chờ nghẹn ngào giờ tin đưa chợt thấy lòng như dẫn giữa hư vô đưa tin nhau đi ngay những đêm chập chờn buồn lên giấc mộng em vẫn thường gặp anh như lúc xưa nơi sân trường anh lên đường chậm hướng em ở lại sâu thương bút ra câu thơ những lúc đêm mơ ướp cánh hoa xưa vẫn nhớ hương chờ mà đắm trong nghẹn ngào. Mười năm mơ kết mấy thành hoa trắng, mấy vỡ hoa tan tan giấc mơ hoa. Anh hãy về đây đêm giá lạnh vẫn nghe lòng hơi ấm của tâm hồn trọn mơ. Anh hãy về đây đêm giá lạnh vẫn nghe lòng hơi ấm của tâm hồn trọn. Vừa phải nắng sâu mòn đưa lối rồi bóng chung đôi mà hóa chia phôi sương lạnh chiều đông vương tim thơ của người nguyện đời chờ nghẹn ngào giờ tiến đưa chợt thấy lòng như sơn giữa hư vô đưa tiễn nhau đi ngại những đêm mưa đêm chập chờn buồn lên giấc mộng anh vẫn thường gặp em như lúc xưa nơi sân trường anh lên đường chăm lại sầu thương buôn xa câu thơ nhưng lúc đêm mơ ướm cánh hoa xưa vẫn nhớ thương chờ mà đông trong nghẹn ngào. Mười năm mơ kết mây thành hoa trắng, mây vỡ hoa tan tan giấc mơ hoa. Hãy về đây đêm giá lạnh vẫn nghe nồng hơi ấm của tâm hồn trọn mơ. Em hãy về đây đêm giá lạnh vẫn nghe nồng hơi ấm của tâm hồn trọn mơ. Em hãy về đây đêm giá lạnh vẫn nghe nồng hơi ấm
của tâm hồn tròn mơ. Em hãy về đây đêm giá lạnh, vâng nghe nồng hơi ấm của tâm hồn tròn mơ. Giấc mơ hoa em hãy
về đây đêm giá lạnh vẫn nghe nồng hơi ấm của tâm hồn tròn mơ. Em hãy về đây đêm giá lạnh vẫn nghe nồng hơi ấm của tâm hồn tròn mơ. Các thí sinh của chúng tôi đã vừa trải qua vòng thi nhóm. 5 thí sinh chỉ có 3 vé vào vòng trong, tức là có 2 người sẽ phải dừng chân ở vòng này. Một điều mà chẳng ai mong muốn cả. Tuy nhiên, điều gì đến cũng phải đến. Các bạn đã sẵn sàng đón nhận kết quả chưa? Vậy thì Nhật Trường xin được tuyên bố phần công bố kết quả bắt đầu. Đầu tiên, xin được mời giám khảo Phi Nhung. Sự đòi hỏi của chị cho một người, và chị mong những cái vòng kế tiếp em xử lý bài sao mà cho nó khác lạ hơn. Tôi xin chọn. Nguyễn Hân. Xin chúc mừng Nguyễn Hân là thí sinh đầu tiên đã được lựa chọn để vào vòng tiếp theo. 4 bạn thí sinh còn lại với chỉ 2 sự lựa chọn để được đi tiếp. Ai sẽ là người đi tiếp đây? Và xin được mời anh Vũ Thành Vinh sẽ là người tiếp theo đưa ra quyết định. Tôi chọn
Thùy Trinh. Xin được chúc mừng Thùy Trinh, cái tên tiếp theo được xướng tên đi vào vòng trong. Áp lực lúc này đè nặng lên anh Đàm Vĩnh Hưng khi chúng ta còn ba cái tên. Cái mặt thi này nè, vừa rồi nó hay lắm, một bài thôi mà đánh với nhiều kiểu khác nhau. Tôi thấy em nào cũng hiểu được mình đang hát cái gì. Lựa chọn của tôi chính là Hoàng Thắng. Tình yêu đã vỡ cánh rồi, làm hoa giót mật cho đời. Chắc chiều kỷ niệm dĩ vãng, em nhớ gì không em mơ. Đã xanh xao bao nhiêu tuổi đời, hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời, hỏi những đêm sâu đèn vàng héo hắt, ai ẩn bây giờ là nước mắt, cuối hồn một thoáng nhớ mong manh. Thuở ấy tôi như con chim lạc đàn, xoài cánh cô đơn bay trong chiều vàng, và ước mai sau trời đừng bão tố để yêu thương và nhiều gắn bó, hàng ngày là men say hồn thơ. Tình yêu đã vỡ cánh rồi, làm hoa giót mật cho đời. Chắc chiều kỷ niệm dĩ vãng, em nhớ gì không em ơi. Màu áo thiên thanh thơ ngây ngày nào, chiêm huấn trong mưa, mưa bay giạt rào. Đồng lá thư xưa một trời luyến tiếc, nhớ môi em và màu mắt biếc, rồi hẹn hò chẳng thành đâu nó. Cho đời chắc chiều kỷ niệm dĩ vãng, em nhớ gì không em ơi. Màu áo thiên thanh thơ ngây ngày nào, chiêm huấn trong mưa, mưa bay dạt dào. Đồng lá thư xưa một trời luyến tiếc, nhớ môi em và màu mắt biếc, rồi hẹn hò chẳng thành đâu non. Đồng lá thư xưa một trời luyến tiếc, nhớ môi em và màu mắt biếc, rồi hẹn hò chẳng thành đâu non.
đầu tiên thử thách thay đổi màu sắc âm nhạc của thí sinh Trần Thế Hải. Ngày đôi ta quen nhau tuổi còn thơ, đi học chung cùng giờ. Nhặt hoa đem cho nhau ghim vào thơ, đếm đầu tay mà chờ. Thời gian trôi qua mau không ngừng đâu, mỗi mùa hoa phượng đầu, tiếng ve kêu gợi sầu, phút chia tay dầu dầu, tiếng thương riêng mình biết, hoặc tìm trong mắt nhau. Rồi khi yêu thương đi vào tuổi xanh, đất trời vui chuyện mình. Tình tôi mang tâm tư như tình em, ước vọng sao mộng thành. Đừng cho nhau tương lai máu nhạt phai, lữ hành trên đường dài, cánh chim bay miệt mài, mắt mi vương u hoài, biết khi cho là mất, cuộc đời ai giống ai. Ai mang nhiều tha thiết, thêm nhiều luyến tiếc mới thấy đậm đà bấy nhiêu. Khi đêm dài gối chiếc ôm mộng nuôi tiếc mới thấy lòng càng mến yêu. Thà đừng quen biết lúc ban sơ, để hồn vương vấn mãi trong mơ, mong sao duyên kiếm đổ về nơi bên xưa, những ưu lang chức nữ vẫn đợi chờ trong gió mưa. Tình yêu như muôn hoa nở ngày đêm, sắc tỏa hương diệu hiền. Nhờ tay ai nâng niu cho đời hoa, sắc đẹp hương mặn mà. Dù nguyên do đâu duyên không thành đôi, những buồn vui cuộc đời nói sao cho cạn lời. Nhớ thương lâu dần vời, giấu trong tim chuyện cũ, gửi vào mây gió trôi. Dù nguyên do đâu duyên không thành đôi, những buồn vui cuộc đời nói sao cho cạn lời. Nhớ thương lâu dần vời, giấu trong tim chuyện cũ, gửi vào mây gió trôi. Tạo hình cũng như kỹ năng biểu diễn của mình ở phần thử thách thứ hai, hãy cùng đón xem ngay bây giờ. Rồi từ đó vì cách xa duyên tình thêm nhạt nhòa, rồi từ đó trốn phong ba em làm sâu nhà người, âm thầm anh tiếc thương đời, đau buồn em khóc chia phôi, anh về gom góp kỷ niệm tìm vui. Thank you.
thương tiễn đưa người. Quên núi đồi, quên cả tình yêu. Đã rõ, ngay bây giờ là thử thách đầu tiên. Thay đổi màu sắc âm nhạc, Thùy Trinh sẽ mang đến sự tươi mới như thế nào? Hãy cùng đón xem ngay bây giờ.
Ngay trong thử thách thứ hai, Thùy Trinh sẽ có những biến hóa thú vị như thế nào trong tạo hình và kỹ năng biểu diễn? Xin mời. Lòng mắt
buồn ai hay khi mình chia tay xa cách nhau rồi. Nỗi buồn ai hay khi mình chia tay. Cuộc thi hội tụ kết tinh dấu ấn với đầy những cung bậc cảm xúc, solo cùng bolero chỉ còn lại 12 giọng ca vượt trội nhất, và để tiếp thêm năng lượng cho 12 chiến binh trước khi bước vào cuộc chiến khốc liệt đang chờ phía trước, các thí sinh sẽ được nhận món quà đặc biệt từ chương trình mà lần đầu tiên chỉ có tại solo cùng bolero suốt 7 mùa giải. Món quà đặc biệt đó là gì? Hãy cùng khám phá ngay bây giờ. Xin chào quý vị, đây là solo cùng bolero mùa giải thứ 7 năm 2021. Thật vui khi được gặp lại quý vị khán giả của chương trình. Và lời nói đầu tiên, cho phép Nhật Trường xin được gửi đến tất cả quý vị những lời chúc bình yên. Quý vị thân mến, đến với tập phát sóng đặc biệt lần này của Solo cùng Bolero, chúng ta sẽ được gặp gỡ lại 12 thí sinh. Và tại sao chúng tôi lại gọi đây là tập phát sóng đặc biệt? Bởi vì ở tập phát sóng này, tất cả 12 thí sinh sẽ có dịp để nhìn lại chặng đường của mình, cùng được lắng nghe những đóng góp ý kiến đến từ ban cố vấn. Từ đó, họ sẽ có thêm những động lực để rèn luyện mình trước khi đến với những thử thách cam go hơn của solo của Bolero mùa giải thứ 7. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Khang thực hiện. Và ngay bây giờ, chúng tôi xin phép được giới thiệu ban cố vấn của chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên xin được giới thiệu danh ca Phương Dung. Xin được giới thiệu ca sĩ Quốc Đại. Và xin được giới thiệu ngọc nữ Bolero Tố My. Bây giờ chắc là chúng ta sẽ cùng gặp gỡ thí sinh đầu tiên, nhưng mà hãy cùng nhau theo dõi một trong những tiết mục mà bạn ấy đã cùng mang tới solo cùng Bolero mùa giải năm nay nhé. Từ lúc vắng em, anh hay thường buồn, hay lang thang ngoài đường nhỏ không tên, hay ghi câu nhạc tình hết tâm từ sâu đầu, kể từ ngày xa cách nhau, hãy ghi câu nhạc tình héo hắt với tâm từ sâu đầu, kể từ ngày xa cách. Hoàng Thắng, một thí sinh mới 23 tuổi thôi, bạn đến từ An Giang. Tố My lúc nãy chắc cũng gật gù khá nhiều, không biết đánh giá như thế nào về thí sinh Hoàng Thắng của chúng ta đây ạ? Khi mà bạn bước ra về cái ngoại hình, rồi cái phong cách ăn mặc cũng như là tóc tai thì My cảm thấy cũng rất là ấn tượng, rất là phong trần lãng tử. Thì trước tiên nhìn bên ngoài là thấy thích rồi. Không nghĩ là em mới 23 tuổi đâu. Tại vì cái cách hát của em, cách xử lý bài hát của em nó rất là sâu. Riêng cậu Thắng này đó, có một cái giọng trầm ấm rất sexy quyến rũ, giọng ngân cũng rất tốt, và hát với cái giọng kèn trumpet quá tuyệt vời. Nếu mà cậu này mà không là một người ca sĩ mang đến cho người thưởng ngoạn những bài hát thành danh của cá nhân mình thì đó là một cái điều cô rất muốn. Dạ, Trường tin là lúc này thì Hoàng Thắng khi mà nghe được những lời nhận xét của cô chắc là đang rất là vui đây khi nhận được quá nhiều những sự ưu ái đến từ danh ca Phương Dung dành cho bạn. Nhưng mà hơi tiếc một xíu thôi, nghe thì có những cái lỗi về phát âm một xíu. Đó là em bị nhiều nhất trong cái lỗi phát âm này là chữ NG. Cô lúc đầu cô hát trầm đó, nhưng mà phải biết nghe chứ, có nhiều khi tự ái đúng không, có nhiều khi tự ái
Cái lời thật thì mất lòng. Hoàn thắng này bạn phải nỗ lực hơn nữa nha. Những gì mình đang có nó chỉ là một cái mức vừa phải thôi, mà mình phải bung hết sức để có thể chinh phục được những cột mốc cao hơn nữa. Bây giờ chắc là Nhật Trường xin được mời cô Phương Dung và hai anh chị chúng ta hãy cùng theo dõi một đoạn clip về hành trình của Hoàng Thắng từ đầu tới giờ đi, để chúng ta có thêm những cái nhìn khách quan hơn về thí sinh này. Xin được mời ạ. Em ơi, tuổi xuân đâu có bao nhiêu, sao anh vẫn ngồi mà nghe cô đơn. Người yêu ta một tình yêu rất lạ, hay là chúa son nên em nghẹn lời. Mai lầu kia thiếu chẳng cõi lòng anh thiếu em. Em có một cái giọng hát quý, một cái làn hơi rất là nhiều tâm sự ở trong đó. Một giọng ca nam trẻ sáng sang và cảm âm tốt và đầy chất như vậy sẽ rất là ngon. Nhưng ở trong một bài hát mà người ta tới nghe tới 3 lần sai chính tả là rất khó chịu. Cái sự nhút nhát của thằng bé này nó còn lại trong cậu bé. Hoàng Thắng thì có thể gọi là tài tử bolero rồi. Vậy Hoàng đi. Thắng tóc dài này đẹp hơn tóc ngắn, người ta thích cái đó. Đó là hình ảnh của Hoàng Thắng ở solo của Bolero. Vậy thì Hoàng Thắng ngoài đời như thế nào? Chắc là chúng ta cũng đang rất là tò mò đúng không ạ? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với những hình ảnh đời thực của Hoàng Thắng. Hoàng Thắng chào mừng tất cả quý vị khán giả của đài truyền hình Vĩnh Long và chương trình Solo cùng Bolero. Thắng không nói giỏi, nói hay, nên mong khán giả đừng trách và giận nhé. Thắng là người sống rất khép kín nên không tự tạo nhiều hoạt động để khoe đến quý vị khán giả. Đợt dịch lần này, Thắng dành hết thời gian để về quê Thoại Sơn, An Giang, xa nhà nên bữa cơm gia đình là lúc Thắng vui và luôn nhớ khi đi xa. Người ta nói cắt tóc ở thành phố Hồ Chí Minh xịn hơn, nhưng không hiểu sao mỗi lần về quê là nhờ anh thợ quen này cắt giúp, quen rồi khó bỏ hay thay đổi. Ai có quê, nhất là miền Tây sẽ rất thích được đi thăm những nơi như thế này. Ở đây có mùi quê, mùi tuổi thơ, hay được chạy vòng vòng các con đường quê, được nhớ lại nhiều kỷ niệm. Thắng vẫn thích được sống ở quê, Thắng vẫn thích được sống đơn giản như thế này. Các anh chị thấy sao ạ? Cô thấy sao luôn? Thấy có vẻ chất phát. Rất dễ thương. Ở ngoài bạn cũng hiền queo à cô. Ai nói gì cũng cứ cười cười rồi dạ nghe thôi. Nên thay đổi hoạt bát hơn, cởi mở hơn. Lành tính như vậy thì cứ như vậy. Dạ. Nhật Trường xin phép được cắt ngang ngay lúc này thôi cô, bởi vì Trường nghĩ là đây sẽ là một những cái góp ý rất là cần thiết cho bạn để bạn có thể thay đổi mình và cũng như là định hướng tốt hơn, nên là chắc là chúng ta sẽ kết nối trực tuyến ngay bây giờ với Hoàng Thắng để chúng ta góp ý trực tiếp cho bạn. Vậy thì xin được mời bộ phận kỹ thuật sẽ giúp chúng tôi kết nối trực tuyến với thí sinh Hoàng Thắng. Không biết lúc này bạn đang làm gì nữa. Dạ. Đây, xin chào Hoàng Thắng. Xin chào Hoàng Thắng. Xin chào Phương Dung, chào chị Tú My và Quốc Đại. Hôm nay sức khỏe như thế nào? Ổn không? Dạ cũng khỏe, đang ở vui, không ra đường được. Thấy có vẻ ốm hơn không ta? Dạ ốm. Ốm mà ốm mấy ký rồi? 5 ký. Ôi. Chắc phải xin bí quyết để giảm cân. Nhưng mà giờ Thắng ơi, hôm nay sẽ là một dịp đặc biệt để cho bạn thứ nhất là gặp gỡ thần tượng của mình. Sau đó nữa là sẽ nghe được những góp ý để mình tốt hơn. Thắng nha. Hiện nay thì mọi người đang khen cái tạo hình mới của em rất là nhiều. Mà cô thấy là cái đó nó hợp với con hơn. Chứ còn cái này thì không được. Cái này thì không hợp. Cái giọng đó là con hơi bị áp lực. Tại vì cái bài hát nó không đúng sơ trường con. Con cách tập rất là kỹ. Sở trường nên của con là con đội không quen nó bị nóng cái đầu. Thắng ơi, cô mới hỏi nè, sở trường của Thắng tự đánh giá là mình hợp với những thể loại, những bài hát như thế nào? Dạ, đó, sở trường của em thì nhẹ nhàng, không có mạnh dạng. Nhưng mà con hợp cái này, con chơi slow rock đó mới. Nếu như con... mà em hát những bài hiền quá thì cái năng lượng trong cái cách hát cũng như cái cách xử lý bài của em á thì nó sẽ bị dư. Tức là bạn có nội lực rất là nhiều mà không khai phá được thì uổng đúng không anh? Hồi nãy cái nghe là không có nghĩ em 23 tuổi luôn. Cái hậu của nó rất tốt. Nhất là cái giọng trầm rất là sexy, quyến rũ. Nhưng mà con nghĩ cái đó là con sai, con phải đổi lại. Cái tính em hiền, thật ra em cái cách hát của em thấy là mình sẽ hợp hơn về cái những gì nó hiền hơn. Nhưng mà không, em nên mạnh dạn hát những bài như vậy. Nhưng mà cô nhắc con cái này nha,
Yeah. Có nhiều bài không phải luyến lấy nhiều quá mà luyến lấy nhiều quá riêng nó đúng. Nói xến đấy con. Riêng cái bài hồi nãy là phải cứng lên đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Cứng lên. Yeah. Trường tin là bạn sẽ có rất là nhiều bài học kinh nghiệm ngày hôm nay để ghi chú lại, cải thiện nhiều hơn nữa đến vòng thi sau. Bây giờ là coi như là chúng ta đang tạm có một quãng nghỉ. Quãng nghỉ này để các bạn dung bồi thêm nhiều những kiến thức, nên là bạn phải hết sức là lưu ý. Xin chào Hoàng Thắng nha. Xin chào bạn. Dạ chào anh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với món quà mà Hoàng Thắng đã chuẩn bị để gửi tặng cho chương trình. Em ơi, tôi lên đường phố cũ tìm em chiều hẹn hò, cho nhau niềm vui cuối tuần. Vì hơn mấy lần vắng em trời kinh đô, nghe sao xuyên bước cô đơn. Ai quên ai khi bàn tay trót nằm trong lòng tay rồi. Em ơi, dù hai chúng mình mong xưa khó thành, biết nhau chiều hôm nay xin nhớ mãi về sau này. Ghi vào đời hình bóng một người, đôi lúc chân mơ dày khua lối ngõ, tâm tư bâng khuâng nghe chiều biệt ly theo khuất nẻo người đi. Khi tôi đưa chân người tôi mến tạm xa biệt kinh thành, mong sao đừng quên mỗi lần chiều qua cuối tuần có tôi đợi mong em khi phố cũ vừa lên. Quý vị khán giả thân mến, và tiếp theo chương trình chúng ta sẽ gặp gỡ với một thí sinh nữ. Mô tả tí xíu về ngoại hình của thí sinh nữ này: với một mái tóc dài, làn da trắng, gương mặt thì xinh xắn, một giọng hát thì ngọt ngào. Cô gái đến từ miền Tây. Nghe đâu, ôi sao nó bolero quá. Nó rất trữ tình, rất nhẹ nhàng. Đó là chính là thí sinh Hoàng Phương Linh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi clip hành trình của thí sinh Hoàng Phương Linh để có cái nhìn tổng quan về thí sinh này. Xin mời. Làm quên chuyện vãn dâm câu, niềm vui gặp buổi ban đầu. Mai tôi rời bước quê nhà, hành trang mang nặng niềm thương, nhớ khi mình cùng thức trắng đêm thương. Người xót xa buồn lòng phải không, dù cho mây hãy cho bão tố tới vòng này rồi, cần sự bùng nổ và sáng hơn nữa. Sự điêu luyện của em, anh chỉ thấy cảm xúc nó chưa đập vô nhạc nhòa và nó không có điểm nhấn nào cho riêng mình. Và đây là hình ảnh mới nhất. Nãy mô tả tóc dài miền Tây, này là thành quý cô rồi. Dạ, bây giờ qua nhiều vòng là bạn ấy đã biến hóa rất là nhiều hình ảnh khác nhau rồi đấy. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi liền phần thể hiện tiết mục được đánh giá cao. Âm chiều trong cái bài này của mặc áo dài rất đẹp, dễ thương. Cái giọng hát á có truyền cảm, nhưng mà cái khuôn mặt á nếu mà quay gần thì hơi cứng. Con rất là đồng ý với cô luôn. Thôi bây giờ chúng ta kết nối liền với Hoàng Phương Linh để cùng gặp gỡ cô nàng, lắng nghe thêm một vài những chia sẻ của bạn ấy nhé. Hãy xin được mời bộ phận kỹ thuật sẽ giúp chúng tôi kết nối với thí sinh Hoàng Phương Linh. Xin chào Hoàng Phương Linh, xin chào bạn. Dạ, con chào cô. Em chào anh Đại, đúng như là chị Thông Huy ạ. Hồi nãy giờ đợi chúng tôi có lâu không? Rất là hồi hộp ạ, nhưng mà duy nhất là hôm nay được gặp cô với gặp anh chị thì thật sự là em cũng rất là vui ạ. Bây giờ bình thường như vậy nè, thấy chưa, thì cái chỗ này không có nhăn nè, rất là xinh và rất là trẻ luôn. Em chú ý về cái phần ngay cái chỗ hai cái chân mày, đầu chân mày, thì khi em hát thì em sẽ bị nhíu lại như nè, nó sẽ làm cho mình bị cứng khằn đi. Thì khi diễn nó cứng đi.
rồi. Khi nào em trình diễn trước khi em hát, anh nhìn em trong kiến. Dạ. Mình nhìn mình trong kiến rồi mình tập thì nó sẽ bỏ bớt những cái xấu của mình đi. Tức là lúc hát bạn hơi bị châu mày quá. Khi mà anh nghe ca khúc Chiến xe năm chiều á, anh có cái cảm giác là em đang rất căng thẳng và tập trung bài hát dữ quá. Anh ước gì em hát một cách thoải mái hơn một xíu nữa. Con muốn xin thưa với cô với anh chị là con thì theo đuổi solo cũng 4 mùa rồi. Thì mùa này may mắn được vào vòng bán kết và đến hôm nay thì thật sự là con cũng rất là áp lực, nghĩa là rung, cố kiềm chế cái sự rung lại. Nhưng mà thật sự cũng không thể nào giấu được là ban giám khảo và anh chị và cô đây. Nói về cái sự áp lực mà cái rung khi mà tham gia. Đây, Tố My, xin được mời Tố My có thể chia sẻ với Hoàng Phương Linh tí xíu không? Bạn ơi, hãy xem những vị ban giám khảo ngồi dưới như là những người thân của mình hoặc là những khán giả đang xem mình biểu diễn để mà mình thấy cái tâm lý mình nhẹ nhàng. Mình đừng có phân tâm gì hết, mình chỉ đặt cái cảm xúc của mình vào bài hát để mình thể hiện làm sao cho tốt nhất thôi. Thì lúc đó bạn mới hát hết được cái khả năng và lột tả hết cái cảm xúc được. Đó, ở bạn thì My rất là thích ở cái chất giọng hiếm chứ không phải là một chất giọng đại trà. Bởi vì hát bolero mà có chất giọng dày, khỏe như bạn thì không phải là nhiều. Công nhận là bạn ấy có chất giọng ngọt ngào, nhẹ nhàng và tình cảm. Nhưng nếu giữ như thế này mãi thì liệu có khiến cho bạn bị nhạt nhòa hay không? Tất cả những ca sĩ mà được lên đây không phải dễ. Họ đều có cái khả năng và cái nét riêng biệt của mình. Tuy nhiên, em muốn lên top á, em phải có bài riêng của mình. Yeah. Em phải có cái bài thành danh của mình. Thành ra em đừng có đi lạc. Em là cái style của bolero. Nhưng mà chuyến xe lam chiều nhiều người đi quá rồi. Bây giờ mình đi khác đi. Chuyến xe lam sáng, mình không có đi chiều. Không có chiều nữa. Mình đi, yeah. Mình đi. Bây giờ mình lên ô tô. Ô tô rồi. Mình đi xe buýt. Mình đi xe buýt sáng. Dạ, xin được cảm ơn cô Phương Dung. Ngay sau đây hãy cùng theo dõi một ngày của thí sinh Hoàng Phương Linh sẽ ra sao. Em là Hoàng Phương Linh và em đến từ Đồng Tháp. Xin chào tất cả mọi người ạ. Linh biết tất cả mọi người đều đang gặp rất là nhiều khó khăn vì tình hình dịch bệnh bùng phát. Nhưng Linh cũng tin là tất cả chúng ta đều nhìn thấy rõ được sự nỗ lực hết mình của các y bác sĩ và các cơ quan chính quyền tại mỗi địa phương, có đúng không ạ? Chúng ta hãy cùng nhau cầu chúc thật là nhiều bình an đến toàn người dân Việt Nam nhé. Sinh hoạt tại quê nhà Đồng Tháp của Linh cũng bình thường thôi ạ. Nhưng Linh thích nhất là được cùng những người thân trong gia đình ngồi đan lục bình. Và đây cũng là công việc của gia đình Linh suốt 13 năm nay rồi đó. Và bữa cơm quê, bữa cơm gia đình chính là khoảnh khắc mà Linh chờ đợi nhất mỗi ngày. Không phải là vì đến bữa được ăn đâu ở nhà, mà vì lúc này Linh được gặp lại mùi và vị của tuổi thơ, được ăn món do mẹ nấu. Bao nhiêu điều tốt đẹp nhất của cuộc đời Linh là ở đây, cũng có được bữa cơm quê cùng những người thương yêu của mình. Đúng là những hình ảnh rất là nữ công gia chánh, hiền thục và rất là xinh đẹp của Hoàng Phương Linh. Chắc là lúc này thì không phải nói nhiều về âm nhạc nữa rồi. Trường xin nhắn gửi tí xíu với các khán giả, nhất là các khán giả nam thôi. Nha Mơn, Đồng Tháp, chúng ta có thể lưu vào địa chỉ của mình. Một ngày nào đó ghé thăm nên. Quý khán giả thân mến, tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ gặp gỡ với thí sinh tiếp theo. Đây là một cô gái cũng chỉ mới 23 tuổi thôi, bạn quê ở Thái Bình. Theo như nhận xét của mọi người thì có giọng hát và ngoại hình khá là trái ngược nhau. Ngoài việc là một ca sĩ tự do ra thì Hiền Anh còn là một MC nữa. Và bạn ấy rất là thông minh, luôn sẵn sàng và gọi là luôn chủ động trong mọi việc. Và một trong những bài hát, những phần dự thi được đánh giá cao của bạn, đó là bài Nửa Hồn Thương Đau. Nhắm mắt, ôi sao nửa hồn bỗng thương đau. Ôi sao ngàn trùng mãi xa nhau. Hay ta còn hẹn nhau kiếp nào. Anh ở đâu? Trong mưa sầu buồn đến mơ sâu, nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngát, chỉ thấy lòng nhớ nhung chân lẻ loi một mình.
Bây giờ hãy cùng nhau theo dõi một đoạn video về đời thường của Hiền Anh. Xin mời ạ. Xin kính chào quý vị khán giả của truyền hình Vĩnh Long, cũng như xin kính chào quý vị khán giả của Solo cùng Bolero. Mình là Hiền Anh đây. Không biết mọi người đang trôi qua những ngày giãn cách như thế nào, nhưng riêng với Hiền Anh thì luôn cố gắng biến những ngày giãn cách này trôi qua thật ý nghĩa. Trong lúc này, dù không kiếm được tiền, nhưng bù lại tất cả thời gian mà Hiền Anh có được đều dành trọn cho con trai của mình. Đây, con trai của Hiền Anh nè, cháu đã được 13 tháng tuổi rồi đó. Quậy ghê lắm mấy bác ơi, nhưng mà cũng đáng yêu có đúng không nè. Một ngày của Hiền Anh thì có thể chia ra như thế này: con thức thì chăm con ngủ thì mình tập luyện. Có như vậy thôi á, mà cũng bù đầu tóc rối, chớp mắt sáng lại tối, nhanh thần kỳ. Chắc chắn là cái bà mẹ bỉm sữa sẽ đồng cảm với cái hoàn cảnh này có đúng không ạ. Vui với con nhưng mà cũng không có quên nhiệm vụ là phải luyện thanh và tập hát, duy trì phong độ đó nha. Đặc biệt là để lên hình thật đẹp, Hiền Anh luôn dành cho mình 90 phút mỗi ngày để tập thể dục, ép cân. Ráng tập luyện mỗi ngày để có một sức khỏe thật là tốt, cũng như là để còn tiếp tục đam mê cùng khán giả và niềm vui bên gia đình nhỏ của mình nữa chứ. Cố lên Hiền Anh! Đó là hình ảnh của Hiền Anh ngoài đời. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi lại những hình ảnh mà bạn đã xuất hiện ở những vòng đầu tiên khi mà bạn đến với Solo cùng Bolero. Xin mời ạ. Yêu thương cho nhau đêm trong phút giây ban đầu, anh còn nợ em chim về núi nhạn, trời mơ mưa đêm màu chiều thu gieo lá úa, buồn xa xích nhớ tu xưa, nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngát, chỉ thấy lòng nhớ. Em có một hạn chế duy nhất thôi, là những cái nốt cao nhất mà nó kéo dài, nó treo nhiều đó, là em đu tới, nhưng mà đu thế nào cho nó thấy tỏa sáng. Ta là một vận động viên huy chương vàng. Với cái phong cách của con thì khó gần khán giả lắm, tại vì nó có cái sự kiêu ngạo nó làm sao đâu á. Nhưng em là một chất giọng là nghe là biết Hiền Anh liền. Và đây là hình ảnh mới nhất của bạn sau khi mà ban cố vấn của chương trình làm việc thì cũng đã định hình cho bạn. Thì không biết là ban cố vấn cảm nhận như thế nào về thí sinh này đây ạ? Vâng, thì đối với bạn Hiền Anh này á, thì Tú My rất là thích cái nội lực trong cái chất giọng của bạn. Và bạn sở hữu một cái màu giọng rất là sang. Tuy nhiên rằng á, với những cái bài hát mà bạn xử lý qua cái quá trình mà My xem từ cái hành trình vòng đầu cho tới vòng vừa rồi, đôi lúc phải biết tiết chế lại chút xíu để cho nó có một cái sự nhẹ nhàng. Tại vì trong một cái bài hát sẽ có những cái sắc thái cảm xúc khác nhau, có đôi lúc mình phải cao trào, mình dùng những nội lực để mình diễn tả hết cái cảm xúc bài hát. Nhưng có những cái đoạn cần phải lắng động nhẹ nhàng, ví dụ như những cái nốt bỏ nhỏ nè, trong cái cách mà mình nhả hơi á, nó nhẹ nhàng ra thì cái người nghe cái cảm giác nó như dễ chịu. Cô Hiền Anh này đó, cái nội lực có, nhưng mà cổ muốn xô cho người ta thấy rằng cổ có khả năng hát cái bài này, nhưng mà chưa tới. Đôi khi em muốn tin, đôi khi em muốn tin, phải rất là nhỏ và nó phải đau khổ quá, thành ra mình phải nói trong lúc mình hát. Và cô này cổ hay có một cái là hai chữ dính nhau. Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng là nhạc nhanh quá, chậm xuống một chút xíu nữa để mình mới kể lễ được. Nếu như mà để bạn có thể thể hiện trọn vẹn như cái bản gốc á, thì đó là một điều gần như là không tưởng rồi. Nên bạn với cổ hát được nha, cái giọng cổ là hát cái đẹp mà đó. Cô, vậy bây giờ chắc là chúng ta hãy kết nối liền với bạn Hiền Anh đi. Bạn hiện giờ đang ở Củ Chi, biết lúc này có đang chăm con hay không để có thể kết nối với chúng ta. Xin chào Hiền Anh. Dạ, em xin chào anh Nhật Trường. Cho con gửi lời chào đến cô Phương Dung, chị Tố My, anh Quốc Đại cũng như tất cả quý vị khán giả của Solo cùng Bolero. Lâu rồi không gặp bạn, chào bạn, khỏe không nào? Dạ em vẫn khỏe, mỗi ngày em luyện tập thể dục thể thao thường xuyên lắm. Bạn thấy rồi đó, ban cố vấn của chúng tôi đang hồi nãy giờ đã theo dõi phần thể hiện của bạn ở những vòng thi trước, cũng có rất là nhiều những góp ý dành cho bạn. Tranh cãi nảy lửa luôn Hiền Anh à. Hiền Anh ơi, đây là một cái dịp rất là đặc biệt dành cho bạn. Không phải đơn giản mà bạn được gặp cô Phương Dung, anh Khúc Đại hay là Tú My để nghe chia sẻ đâu. Nên là bạn có muốn hỏi gì không? Con cũng muốn hỏi cô với lại anh chị, là tại vì thật sự con là một cái con người mà kiểu tuổi trẻ đó, nên là khi mà con đến một cuộc thi, con lại thích tìm kiếm những cái gì đó độc lạ cho riêng mình. Ví dụ như con được giao một bài hát thì con lại luôn muốn tìm một cách hát mới, hát không giống những gì đã có. Cho nên là nó
dễ gây ra là thứ nhất là có người sẽ cảm được, nhưng có người lại cảm thấy nó là một bước đi sai lầm. Thì không biết là cô với lại anh chị có thể cho con một lời góp ý là nếu như con muốn chọn cái con đường độc đáo đó thì con nên chú ý đến những cái điều gì hay không ạ? Cái thứ nhất á là Hiền Anh hợp với nửa hồn thương đau, hợp với loại này, đừng có hát nhạc dực. Và chính những cái dòng này mới cho người ta thấy cái khả năng của mình. Nếu mà bạn có phá cách đi chăng nữa cũng nên chú trọng về cái tình cảm đặt vô cái bài hát. Phải nên tìm hiểu về cái hoàn cảnh sáng tác cũng như rằng là cái tâm tư, cái tình cảm của tác giả khi mà viết cái bài này, là ý đồ tác giả người ta mong muốn cái điều gì, cái tình cảm người ta ra sao. Khi mình thể hiện bài hát thì mình làm cho nó tới. Xin cảm ơn cô Phương Dung, em xin cảm ơn anh Đại, anh Quốc Đại, chị Tố My. Cảm ơn anh Nhật Trường đã cho em một cái buổi trò chuyện, em phải nói là rất là quý giá với em. Cố gắng hơn nữa nha. Dạ. Và cuối cùng sẽ là món quà âm nhạc mà Hiền Anh dành cho quý vị khán giả. Xin mời. Giờ đây đôi ta lạ lắm, giờ đây ta cứ như hai người rừng. Dù còn yêu và yêu, dù ta vẫn luôn dành tất cả cho nhau vậy thôi. Những đêm về giật mình nhận ra mình đã xa lắm. Khi người ta cô đơn, trái tim mong anh trở nên yêu mềm. Cô sắt đá bên ngoài để che giấu khi con tim tổn thương. Và quý vị khán giả thân mến, đến với thí sinh tiếp theo, không làm mất nhiều thời gian của quý vị, chúng ta hãy cùng đến ngay với bài hát nổi bật mà bạn ấy đã mang đến solo của Bolero. Xin mời. Từ đó đôi mình buông xuôi tất cả, như hai kẻ lạ. Em gặp anh ngoảnh mặt, anh gặp em gục đầu. Khoang buồn dài hun hút, đoạn buồn một lần qua. Lời này cho em, ta đợi ta khắc khoải nửa đời. Thôi đam mê thể xác xa rời, chết giữa đò đầy nên tàn mong em ơi. Thôi thôi đam mê thể xác xa rời, chết giữa đò đầy khi tàn mộng em ơi. Wow. Hay, rất là hay. Dạ, đó là tiếng hát của thí sinh Nguyễn Hân, anh chàng 29 tuổi, quê ở Quảng Ngãi. Trước khi mà bàn luận kỹ hơn, hãy cùng theo dõi hành trình mà anh ấy đến với solo của Bolero. Xin mời. Vì tôi còn nghèo nên em ra đi. Anh cho em hơn tất cả. Mây vỡ hoa tan, tàn giấc mơ hoa. Mấy chốc đi qua, người anh còn vui kiếm sông hồ nơi trời xa. Thôi đam mê thế.
thì xác ra rời. Phải nói là phục em rất nhiều. Em là một người có một chất giọng hay, nam tính, không bị pha lẫn với bất kỳ một chất giọng của một tượng đài âm nhạc Việt Nam nào. Thật sự là quá giỏi luôn, hơn cái chất thầy luôn á. Cái tính nghệ sĩ nó bắt đầu xâm nhập vô cô ấy nhiều hơn. Chị đang mong muốn em làm cho nó mới hơn nữa, phá ra nó khác hơn nữa. Em là một ca sĩ đích thực. Bây giờ thì Nhật Trường xin phép được khảo sát mức độ hài lòng của ban cố vấn. Chúng ta sẽ có 4 thang điểm. Thứ nhất là không thích, thứ hai là hài lòng, thứ ba là thích, và thứ tư là rất thích. Xin đại nói trước đi. Dạ, cô chỉ xin mời anh đại trước ạ. Anh sẽ dùng rất thích. Rất thích, dạ. Còn cô thì sao ạ? Rất thích. Cô rất thích, còn Tú My? My thì nếu mà thích và rất thích thì chắc là My ở giữa. Sao vậy, sao mình nhích luôn một cái xíu nữa được. Rất thích luôn đi. Nếu ưu ái thì có thể là rất thích, nhưng mà nếu mà mình xét theo cái chủ quan, theo cái ý kiến của My á, thì My mong muốn khắc phục chút xíu này nữa thôi, và My sẽ rất thích á. Và lúc này thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi về video đời thường của anh chàng Nguyễn Hưng trước khi đến với những nhận xét chuyên môn sâu hơn về giọng hát của anh chàng nhé. Hãy cùng đến với những hình ảnh đời thường của Nguyễn Hưng đây. Và chúng ta đã vừa được theo dõi những hình ảnh đời thường của thí sinh Nguyễn Hưng. Còn bây giờ đây, hãy cùng nhau phân tích về giọng hát cũng như là những yếu tố chuyên môn đối với thí sinh này. Lúc nãy thì Tú My cũng đã đưa ra một vài điểm để có thể đưa ra mức độ yêu thích của mình dành cho thí sinh này, nhưng mà cũng chưa có cụ thể đâu. Bây giờ thì mời Tú My sẽ chia sẻ đầu tiên về thí sinh Nguyễn Hưng. Xin mời anh. Trước tiên thì My sẽ nói về cái ưu điểm của bạn. Bạn sở hữu được một chất giọng rất là manly, rất là khỏe khoắn và hiếm đó. Nhưng có một cái điểm mà My mong muốn là bạn khắc phục chút xíu nữa thôi, đó là cái sự liếm lấy của bạn á, trong cái bài hát, cái xử lý nó dứt khoát hơn, nó gọn hơn nữa, thì bạn nên tiết chế được những cái nốt luyến nó quá nhiều. Dạ, dạ. Con Phương là luyến lấy ghê gớm lắm. Con nghĩ sẽ nên kết nối liền với bạn Nguyễn Hưng luôn đi. Đây, xin chào Nguyễn Hưng. Em chào anh Nhật Trường. Đây, xin được giới thiệu với Nguyễn Hưng, hiện giờ ngay bên cạnh Nhật Trường đây đang có cô Phương Dung nè, có anh Quốc Đại nè, có ca sĩ Tú My nữa nè. Chia sẻ với anh Nhật Trường thì thật sự ngày hôm nay em cũng rất là bất ngờ và hiện tại cũng đang rất là hồi hộp vì khi đang xuất hiện trước màn hình của Nguyễn Hưng. Đây là ba tượng đài âm nhạc mà có thể nói là Nguyễn Hưng rất là yêu thích. Là đầu tiên thì cho Nguyễn Hưng gửi lời chào trân trọng đến cô Phương Dung, gửi lời chào đến anh Quốc Đại và chị Tú My ạ. Lúc nãy bạn biết không, chúng tôi đã theo dõi lại bài hát Những Lời Này Cho Em, phần thể hiện của bạn trong vòng thi trước, và cả ba vị cố vấn ở đây đều rất thích phần thể hiện đó. Em hát có truyền cảm, rõ lời. Dạ. Rất tốt. Và nếu em hát về nhạc ông Chú Vương, em phải hiểu rõ cái lời của ảnh. Tại ảnh viết cái lời á, như cái bài để cô nhớ coi, 24 giờ phép. Đưa ta đi về nguyên thủy loài người, tình yêu chưa muốn ngỏ, vụng về ngôn ngữ tình, làm bằng dấu đôi tay. Không viết cái lời cũng khiếp lắm. Thành ra nhạc của Trúc Phương hát phải luyến lấy và phải đặt cái hồn của mình là một cái người thứ ba vào trong đó thì em mới đi được. Nhưng mà em hát cô thích, mà rất thích. Dạ, con cảm ơn cô rất là nhiều. Góp ý cho bạn chút xíu rằng là những cái luyến của bạn á, nếu mà nhạc sĩ có viết những cái nốt luyến đó đi chăng nữa, bạn cũng luyến nó nhanh mà nó gọn sao cho nó đừng có lấn qua cái ô nhạc tiếp theo, nghe nó vụng á, chút xíu đó thôi. Dạ, em cảm ơn chị Tú My ạ. Và anh thì anh chỉ nhắc em cái này thôi, và em phải cứ giữ, em cứ giữ tinh thần khi mà em hát cái bài Những Lời Này Cho Em đó, là khi đi thi dòng sau mà em vậy cứ thoải mái thật sự. Phải thật sự thoải mái, cố gắng lên. Thì tôi lúc này Nguyễn Hưng đang rất là vui với những nhận xét, những chia sẻ này đến từ ban cố vấn, đúng không nào? Cảm ơn Nguyễn Hưng với những cống hiến của bạn trong thời gian vừa qua. Hãy tiếp tục lao động nghệ thuật nghiêm túc để mang tới những phần dự thi tốt hơn cho chúng tôi nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với món quà âm nhạc mà Nguyễn Hưng gửi tặng chương trình. Biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau, ai còn đứng dưới mưa ngân nga câu du tình, và môi hôn rất ướt giữa âm giống trong mưa, cơn mưa kéo dài. Sẽ là dối lòng khi anh chẳng ngại âu lo, lo anh sẽ mất em trong lúc yêu thương nhất, vì tình yêu mong manh
tay anh quá yêu mềm. Người yêu ơi em có biết anh yêu em hơn thế, nhiều hơn lời anh vẫn nói. Để bên em anh đánh đổi tất cả bình yên, đêm buông xuôi vì cô đơn, còn riêng anh cứ ngán ngẩm. Anh đưa em theo với, cầm tay em và đưa lối. Đến nơi đâu anh có thể bên em tràn đầy. Nơi yêu thương không phôi phai, được bên nhau mỗi sớm mai. Có xa xôi không em ơi. Nơi yêu thương không phôi phai, được bên nhau mỗi sớm mai. Quý vị khán giả thân mến, đến với solo Bolero mùa giải thứ 7 ngày hôm nay với tập phát sóng đặc biệt này, chúng ta sẽ tiếp tục được gặp gỡ với các thí sinh của chúng tôi. Và thí sinh tiếp theo, một anh chàng đã hơn 30 tuổi, quê ở Đà Nẵng, đã có gia đình. Không biết là cuộc sống đời thường của anh chàng Đức Hạnh này sẽ như thế nào? Mời quý vị khán giả cùng với ban cố vấn chúng ta cùng theo dõi nhé. Xin chào quý vị khán giả thân mến của chương trình Solo cùng Bolero. Hiện tại Đức Hạnh đã quay về mái nhà của mình tại quê hương thành phố Đà Nẵng. Nhịp sống của Đức Hạnh trong những ngày này thì khá là bình yên, nhưng cũng thú vị lắm các bạn ạ. Về với gia đình, mình có thể thoải mái vui cùng con, chăm sóc cho con mình từng ly, từng tí. Cháu nhà mình kháu khỉnh dễ thương lắm các bạn ạ, cứ đeo bố mãi thôi. Ngoài ra thì công việc nhà mình cũng không thể bỏ qua đâu nha, người đàn ông của gia đình mà. Làm thì làm, cũng không thể quên chăm sóc cho vườn cây nhỏ của gia đình. Còn mọi người, một ngày của mọi người thì như thế nào? Đó là những hình ảnh đời thường của thí sinh Đức Hạnh. Và bây giờ chắc là chúng ta cũng sẽ theo dõi luôn đoạn video ghi lại hình ảnh mà anh chàng này đã cùng trải qua với solo của Bolero. Anh về hai nụ hoa gì ơi. Cuộc tình anh không vào đam mê. Anh xin em giữ trọn lời thề. Lỡ một khung đàn, phải chăng tình đời là vòng dây oan? Rồi từ đó vì cách xa duyên tình thêm nhạt nhòa. Em hát bản lĩnh cao độ của em chuẩn xác, giống như là đồng nghiệp em đang diễn cho em coi. Chỉ có như vậy em phải tiết chế một chút. Tất cả những cái lửa của em là đang lửa nhân tạo hết. Mình có cảm giác là cậu ấy chưa biết tìm ra cái thế mạnh và cái gì mình đang có. Đức Hạnh phải lên trên sân khấu, bỏ cái sự khiêm tốn ở trên sân khấu đi, đừng sợ. Anh Quốc Đại thấy thế nào với hình ảnh này ạ? Rõ ràng là Solo cùng Bolero đã đầu tư cho thí sinh rất là kỹ. Dạ. Rất là kỹ và định hướng cho các em rất tốt luôn. Sở trường sở đoán đều có. Dạ. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi ngay phần dự thi được đánh giá cao của thí sinh Đức Hạnh để có cái nhìn tổng quan về anh chàng này nhé. Xin mời. Hôm nay em mặc áo huyền, vẫn là em đó, thiên đường anh mơ. Mong rằng có chút đợi chờ trong đôi mắt đó, mà trong đôi mắt đó còn mơ những gì. Mong rằng có chút đợi chờ trong đôi mắt đó, mà trong đôi mắt đó còn mơ mơ những đó. Là phần thể hiện của thí sinh Đức Hạnh qua ca khúc Áo Hoa. Thì cô thấy cái anh này đó hợp
với cái dòng nhạc miền Trung. Chứ còn mấy cái kia không bằng. Mấy cái này anh hát truyền cảm em nhiều. Cái luyến lấy vừa phải, đúng với cái giọng Trung đó. Mặc dù hình như hồi nãy mình có coi là anh là người Bắc, không giống Đà Nẵng lắm. Trung, Bắc Trung Bộ cô, chứ không phải là giọng Đà Nẵng. Chắc mình gọi mình hỏi liền đúng không? Dạ, chắc bây giờ nhờ bộ phận kỹ thuật giúp chúng tôi liên hệ ngay với Đức Hạnh, hỏi liền chỗ này cho ra lẽ xem. Đây, xin chào Đức Hạnh. Xin chào anh Nhật Trường, em xin chào, con xin chào cô Phương Dung, chào chị Tố My và chào anh Quốc Đài ạ. Em đang ở Đà Nẵng không? Dạ vâng ạ, con đang ở Đà Nẵng cô ạ. Nhưng mà sao em hát một bài về Huế sao giống người Nghệ Tĩnh vậy? Dạ con gốc ở Quảng Trị. Đúng rồi. Dạ. Thành ra cô nói mừng răng mà cầu ni hát bài Huế hay rửa à. Dạ con cảm ơn cô. Nhưng mà anh nhắc một xíu nhẹ thôi, đó là trong bài có những cái chỗ mà giống như là áo em máu em, chữ ơ đó đó, giống như một cái từ thêm. Hoa mỹ thêm thôi, thành ra em hát nhẹ hơn xíu so với những cái từ khác. Chứ em đừng nên á áo em máu em. À, thêm cái góp ý nhỏ, anh chưa thấy rõ một cái bạn Đức Hạnh. Em hát bài này thì nó sẽ hơi hướng giống một người khác. Và em hát hồi nãy là có anh nghe được Thành Phố Buồn nè, rồi Hoa Cài Mái Tóc nè. Một số khác nữa thì em lại hơi hướng giống một ca sĩ khác. Cái điều đó em cần khắc phục một xíu. Và cái quan trọng là em phải tìm được cái cách riêng của Đức Hạnh, thì lúc đó em sẽ khẳng định được mình tại ít nhất cuộc thi solo. Cái đức riêng của Đức Hạnh á, theo cô thấy đó, em hát cái dòng này, em lấy cái bài Ơn Nghĩa Sanh Thành của Dương Thiều Tước, Ai Ra Sự Huệ. Em đi cái đường đó. Thì hay hơn. Con cảm ơn cô, em cảm ơn anh Quốc Đại. Cảm ơn Đức Hạnh rất nhiều, chào bạn nha. Và ngay sau đây xin được mời quý vị khán giả sẽ cùng đến với món quà âm nhạc mà Đức Hạnh đã chuẩn bị gửi tới chúng ta. Xin mời. Nhẹ nhàng hoa đua nở trong nắng vàng tươi, có một nàng cúc trắng đẹp như tiên giang trần, lung linh khoe hương đua nhụy cho ta say trong mộng mị như đón chờ nhau về trong ánh xuân. Ngày ngày ta ra ngắm em dưới bình minh, với ngàn điều muốn nói lòng yêu thương đến nàng, nhưng trong ta sao ngại ngùng, em bâng khuâng như thẹn thùng, ôm cánh tròn trong vòng tay mến thương. Nàng cúc yêu ơi xuân về trên khắp đất trời, màu mắt em xinh mang lộc may mắn cho đời, em cho tôi tiếng cười cho mộng mơ lứa đôi như chuyện tình mỗi ngày của em với tôi. Một mùa xuân tươi thắm anh có nàng tiên, kẻ nhặt cành cúc trắng thầm yêu em suốt đời, nâng niu em trong lòng mình, xuân ghi tên lên cuộc tình, xuân ấm hồng xuân đến cả thế gian. Nâng niu em trong lòng mình, xuân ghi tên lên cuộc tình, xuân ấm nồng xuân đến cả thế gian. Quý vị khán giả thân mến, tiếp nối chương trình ngày hôm nay, tập phát sóng đặc biệt của Solo cùng Bolero, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với thí sinh Thúy Hằng. Đây là một cô nàng nhỏ nhắn, xinh xắn, mới 21 tuổi thôi, đến từ Huế. Hãy cùng nhau đến với phần thể hiện được đánh giá cao của thí sinh này nhé. Quý vị khán giả thân mến, thông qua ca khúc Gõ Cửa Trái Tim thì chúng tôi cũng muốn nhắn gửi một thông điệp đến quý vị khán giả, nhất là những anh chàng còn đang độc thân. Hãy vào ngay Facebook là Võ Thúy Hằng để gõ cửa trái tim của Thúy Hằng nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bài tí xíu về cô nàng này. Cô này cổ hát rõ lời và cổ hát mà cái chữ em đó, cổ bỏ cái chữ em rất là dễ thương. Không phải tại vì người nghe cái là chịu liền đó. Em. Nhưng mà không phải là tại vì cổ là người đồng hương với chồng tôi mà tôi binh nha. Ôi, xíu sao cô này chắc cũng khó có một xíu. Không, trong này không có thiên vị, nhưng mà gì
dễ thương thiệt. Dạ. Nhưng mà không phải thương dễ. Bây giờ Trường cũng tò mò không biết là cuộc sống đời thường của Thúy Hằng ra sao. Chắc là xin mời chúng ta hãy cùng nhau theo dõi ngay đoạn clip về cuộc sống đời thường của thí sinh Võ Thúy Hằng nhé. Xin mời. Em xin chào mọi người. Hiện tại địa phương mọi người lúc này như thế nào rồi nhỉ? Em xin giới thiệu, đây là thành phố Huế, quê hương của em. Những ngày vắng lặng vì dịch bệnh, thành phố Huế vẫn đẹp và vẫn thơ mộng, đúng không mọi người nhỉ? Nhưng thành phố Huế mong lắm mọi người có thể chung tay góp sức và cả nước có thể chiến thắng vì dịch bệnh đấy ạ. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nhé. Quê hương của Hằng may mắn có đội kiểm soát tốt dịch bệnh nên xe nước mía của gia đình Hằng vẫn hoạt động bình thường và Hằng vẫn thương phụ mẹ những lúc rảnh rỗi. Hì, con gái lớn mà không phụ là bị mắng đấy. Không những thế, Hằng còn được giao nhiệm vụ nấu ăn cho cả nhà nữa nè. Thời gian còn lại của Hằng chỉ xoay quanh việc học bài và học hát, học đàn. Hằng biết đánh piano được 2 năm rồi đấy. Hằng thích nhất là tự đệm cho mình hát. Có ai muốn nghe Hằng hát không nè? Hì. Thích nhất cái chỗ là có ai muốn Hằng muốn nghe Hằng hát không nè. Ôi, lúc đầu vô là giọng rất là ngọt ngào phải không ạ? Với những hình ảnh chúng ta vừa theo dõi của Thúy Hằng, không biết hành trình chinh phục solo bolero của cô nàng có làm thay đổi những quan điểm của chúng ta từ nãy tới giờ hay không? Chúng ta hãy cùng nhau theo dõi clip tổng hợp lại những hành trình của Thúy Hằng nhé. Anh ơi bước đi xa nhau rồi, ngày vui đâu còn. Biển không biển giới như tình em với anh. Gõ cửa trái tim sao anh hững hờ. Nước mắt nuối tiếc cháy đầy trong đáy hồn. Ưu tư em mang theo vòng tay xa. Trong giọng hát của em thì có thấp thoáng màu sắc ngân nga của danh ca Thiên Trang. Giọng hát con thì quá ngọt ngào, nhưng cái tình cảm của con cũng chưa có được yêu nhiều cho lắm nên nó chưa có in sâu vào trong lòng người. Cái khen em là dám thử thách mình để chinh phục. Giọng rất là sáng, sáng vang và bạn lên những cái nốt cao rất là đẹp. Mi rất thích những cái nốt cao của bạn và trong cái giọng hát của bạn này á, có thể rằng là bạn nhỏ tuổi cho nên là cái trải nghiệm cuộc sống của bạn cũng như trong cái chuyện tình cảm của bạn nó chưa quá nhiều để mà bạn có những cái cảm xúc làm nên những cái chiều sâu trong cái bài hát. Cái khả năng của bạn á, là bạn đã có rồi, bây giờ chỉ cần thêm chút xíu về cái cảm xúc nữa thôi. Và cái điều đó này không phải muốn là có được, nhưng mà nó chắc là cũng phải qua thời gian. Cuộc sống cũng tự động nó sẽ cho mình cái cảm xúc như vậy. Anh thấy nếu mà 21 tuổi mà hát vậy là so với tuổi là hay đúng không anh? Là cái cảm xúc yeah. Nó khác, nó rất là đông đầy. Đúng. Đặc biệt ở ca khúc mà Gõ Cửa Trái Tim mà Thúy Hằng sử dụng cái giọng giả thanh rất là khéo léo. Cái chữ em làm cho cái bài hát nó thực sự nghe rất rất là dễ chịu em. Mặc ơi, dù là cái bài Hằng này có nhiều người hát yeah. Đó, nhưng mà yeah. Cô này cô hát có cái nét sang trọng. Gõ là muốn mở liền vậy. Con khi đập bắp bắp bắp. Đây bây giờ mình thử mình gõ cửa nhẹ nhàng xem cô nàng sẽ bắt máy như thế nào đây, cho kết nối liền với Thúy Hằng dùng nhà Nhật Trường đi ạ. Xin chào Thúy Hằng. Và em chào mọi người đang có mặt tại khán trường ạ. Bây giờ Thúy Hằng mong muốn được nghe nhận xét của vị cố vấn nào trước đây ạ? Em muốn nghe cô Phương Dung trước ạ. Dạ xin mời cô. Thôi em suy nghĩ kỹ chưa, cô khó lắm đó. Suy nghĩ kỹ chưa? Căng thích ạ. Wow. Tốt. Cô có một cái nhận xét về em là em có thanh sắc tài tướng, là coi như trong bốn điều kiện em đều có hết. Chỉ có một cái mà cô chưa đoán được là cái mộng ước của em. Em có đam mê, em yêu cái người tình âm nhạc này giống như cô không? Cái đó em mới thành. Không biết là gia đình có cấm em hay là ủng hộ em, nhưng mà cô chỉ muốn rằng nếu có một người nào đó mà không phải gia đình em mà ủng hộ em để em thành một ca sĩ vang danh thì người đó là cô. Rồi vậy là chúc mừng em. Là cần gì là phải gọi đi
xíu là phải gọi điện cho cô liền để nhờ cô tư vấn liền. Dạ. Yeah. Một động lực rất là lớn dành cho bạn đó, những lời khen của cô. Bật mí với bạn từ đầu đến giờ là cô kiệm lời khen lắm đấy, ít khi nào mà cô khen nhiều như vậy đâu. Nên là hãy cố gắng lên, nhất là việc mà sẽ theo đuổi cái công việc của mình nhé. Rồi bây giờ Thúy Hằng ơi, nếu như bạn có một cơ hội để kêu gọi sự ủng hộ của quý khán giả, bạn sẽ nói gì? Thúy Hằng xin cảm ơn quý khán giả và mọi người rất là nhiều vì đã luôn theo dõi và ủng hộ Thúy Hằng trong chặng đường solo cùng Bolero. Và em xin cảm ơn chương trình solo cùng Bolero đã cho em một cơ hội để bước đến với đam mê của mình gần hơn ạ. Em xin cảm ơn chương trình rất là nhiều. Cảm ơn Thúy Hằng đã mang đến những sự đáng yêu này cho chương trình của chúng tôi. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với món quà âm nhạc mà Thúy Hằng đã gửi tặng đến tất cả quý vị của solo cùng Bolero. Cảm ơn cả nhà, xin mời. Ai ra xứ Huế thì ra, ai về là về bên người, ai về là về vắng. Quý vị khán giả thân mến, vậy là ở tập phát sóng lần này chúng ta đã cùng được theo dõi lại những hình ảnh cũng như là lắng nghe những góp ý dành cho 6 thí sinh đầu tiên. Vậy những thí sinh còn lại sẽ mang đến cho chúng ta những bất ngờ thú vị nào? Xin được hẹn gặp lại nhau vào giờ phát sóng tuần sau với chương trình Solo cùng Bolero mùa giải thứ 7 năm 2021. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Khang thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại. Hãy đón xem tập 15 Solo cùng Bolero được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ 6 ngày 2 tháng 7 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và được phát lại vào lúc 13 giờ thứ 7 ngày 3 tháng 7 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Solo cùng Bolero đậm đà bản sắc quê nhà.